Ancelotti với mộng với Mbappe. Theo Daily Mail, Carlo Ancelotti xác định Kylian Mbappe là vấn đề lớn nhất ông cần giải quyết tại Real Madrid ở mùa giải năm nay. Tiền đạo người Pháp gia nhập Real Madrid trong kỳ chủ nhiệm mùa hè vừa qua với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, màn trình diễn của Mbappe cho đến lúc này chưa đạt yêu cầu. Theo Laravel, các cầu thủ của Real Madrid đang không hài lòng khi Mbappe chơi cá nhân, không chỉ hỗ trợ phòng ngự và thường xuyên mắc bẫy việt vị của đối thủ. Nhiều cầu thủ của Real Madrid bực bội khi Mbappe không có khả năng phòng ngự. Cầu thủ người Pháp dường như chỉ thi đấu khi bóng được đưa qua vạch giữa sân. Tất cả đều hy vọng Mbappe sớm cải thiện màn trình diễn hiện tại, tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ. Ngoài ra, sự lười biếng của Mbappe còn được thể hiện qua việc cầu thủ này di chuyển 8 km trong trận thua tàn nát 0-4 trước Barcelona cách đây không lâu. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Ancelotti thường xuyên phải bố trí Mbappe chơi vị trí trung phong, khiến giúp Bellingham phải lùi sâu, dẫn đến sự sa sút không phanh của tiền vệ người Anh ở mùa giải năm nay. Dù được ưu ái chơi cao nhất trên hàng công, Mbappe cũng chưa có được hiệu suất ghi bàn như kỳ vọng. Con số 8 bàn sau 14 trận không đủ thuyết phục ban lãnh đạo Real Madrid rằng họ đã có quyết định đúng đắn khi đưa Mbappe đến Bernabeu. Trong khi đó, Paris Saint-Germain đang bay cao mà không cần đến Mbappe. Đội chủ sân Parc des Princes dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1. Lối chơi của nhà đương kim vô địch Pháp cũng được đánh giá đa dạng hơn. Ngay cả Thierry Henry cũng nhận ra điều này. Paris Saint-Germain chưa ổn định hơn, họ không còn trông chờ nhiều vào những đợt phản công. La Liga ngập tràn giận dữ, các huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ bày tỏ sự bất bình khi các trận đấu ở vòng 12 La Liga mùa giải 2024-2025 vẫn diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha khủng hoảng vì thiên tai. Vicente Moreno, huấn luyện viên trưởng Osasuna, gần như khóc và suy sụp trước trận đấu với Valladolid khi biết tin quê nhà tại Massana gặp thiên tai. Theo Marca, hơn 200 người chết vì các trận lũ quét và ngập lụt xảy ra ở miền Nam và Đông Tây Ban Nha. Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong nhiều năm qua trở lại đây của Tây Ban Nha. Số người thiệt mạng dự kiến còn tăng lên. Valencia và các vùng lân cận là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chưa đầy 24 giờ sau trận đấu vòng 12, huấn luyện viên Moreno và Ruben Garcia, một ngôi sao khác của Osasuna, có mặt tại ngôi làng của mình với đôi ủng và chiếc cào trên tay, giúp dọn bùn đất phủ kín con phố nơi họ hàng của họ sinh sống. Bộ đôi này sẽ vắng mặt ở trận đấu tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào tuần này, sau khi ban lãnh đạo của Osasuna cho phép họ tiếp tục ở lại quê nhà để giúp đỡ người thân. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên cho rằng ban tổ chức La Liga lạnh lùng và vô tình khi vẫn để các trận đấu ở vòng 12 diễn ra bình thường. Thông điệp ngày đáng xấu hổ được các cổ động viên bóng đá Tây Ban Nha lan truyền trong tuần qua. Huấn luyện viên Hansi Flick của Barcelona cũng phát biểu: "Chúng tôi ra sân vì phải làm vậy. Nếu tôi được đưa ra quyết định, trận đấu đã không được diễn ra." Huấn luyện viên người Đức cũng xác nhận sự vắng mặt của Ferran Torres, người không có tên trong danh sách tham dự trận đấu với Espanyol. Cầu thủ quê Valencia không có đủ tinh thần để tham dự trận đấu khi người thân và bạn bè của anh đang gặp nạn. Miguel Gutierrez, cầu thủ thuộc Girona giận dữ: "Bạn tôi Henry đã mất mẹ. Bà ấy bị dòng nước cuốn trôi và họ vẫn đang tìm kiếm bà ấy. Tôi hy vọng thi thể sẽ được tìm thấy. Đây là trận đấu khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Không ai trong số chúng tôi cảm thấy ổn về tinh thần. Tôi lẽ ra không nên thi đấu." Giới chức Tây Ban Nha cho biết trận lũ vừa qua là thảm họa tồi tệ nhất ở châu Âu trong hơn 5 thập kỷ. Lần gần nhất lục địa già ghi nhận số người chết nhiều vì lũ lụt xảy ra vào năm 1970 tại Romania với 209 người thiệt mạng. Chính phủ Tây Ban Nha huy động hơn 500 binh sĩ để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ cho những người sống sót sau bão lũ ở các vùng thuộc Valencia, miền đông Tây Ban Nha, hay Castilla, La Mancha và Andalusia. Khoảng 70.000 hộ gia đình hiện vẫn chưa có điện sinh hoạt. Ngay cả huấn luyện viên Ancelotti, người không ra sân cuối tuần này, chia sẻ tại buổi họp báo trước trận gặp AC Milan ở Champions League, chiến lược gia người Italia không có tâm trạng để nói về bóng đá và khẳng định vòng 12 La Liga lẽ ra nên dừng lại. Amorim và sứ mệnh vực dậy MU, Manchester United trải qua giai đoạn khủng hoảng chưa từng thấy. Thành tích sa sút, lối chơi thiếu sáng tạo và phong độ chùa sủi của các ngôi sao khiến người hâm mộ thất vọng. Giữa tình cảnh đó, Ruben Amorim, vị chiến lược gia trẻ tuổi và đầy triển vọng từ Sporting CP, được giao nhiệm vụ quan trọng tái thiết một Manchester United rượu rã và đưa đội bóng trở lại vị thế đáng gờm ở cả ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu. Ngay cả Pep Guardiola cũng khó có thể vô địch với Manchester United trong tình trạng hiện tại. Tôi rất thích Ruben Amorim, nhưng nếu không cải thiện ở những vấn đề cốt lõi này, ông sẽ khó có thể thành công, cựu danh thủ Graham Souness nhận định. Mùa trước, hàng thủ của MU thiếu vắng một cặp trung vệ thực sự ăn ý và có khả năng dẫn dắt. Sự lỏng lẻo khiến họ dễ dàng bị đối thủ khai thác. Dưới thời Erik ten Hag, đội bóng thử tới 14 cặp trung vệ khác nhau mà vẫn chưa đạt được sự ổn định. Matthijs de Ligt, một trung vệ đầy tiềm năng, được kỳ vọng sẽ kết hợp ăn ý cùng Lisandro Martinez. Tuy nhiên, phong độ không được như ý khiến hàng phòng thủ của Quỷ Đỏ luôn bất ổn. Đỉnh điểm là trận hòa 3 đều trước Porto. Amorim sẽ có thêm Victor Lindelof và Casemiro để tăng cường sự lựa chọn, đặc biệt nếu ông quyết định chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ. Việc xây dựng một cặp trung vệ ổn định không chỉ đảm bảo sự chắc chắn ở hàng phòng thủ mà còn là nền tảng cho toàn đội phát triển.
Tuyến giữa của Manchester United từ lâu đã là vấn đề cần được giải quyết. Kobe Mainoo thể hiện rất tốt, nhưng việc tìm người đá cặp ăn ý với anh vẫn là bài toàn khó. Casemiro qua đỉnh cao phong độ, khó theo kịp tốc độ của Premier League, và Christian Eriksen dù ổn định vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng dài hạn của đội bóng. Bản hợp đồng trị giá 42,3 triệu bảng cho Manuel Ugarte, cựu học trò của Amorim tại Sporting, vẫn chưa tạo ra sự đột phá. Nếu Amorim có thể khai thác tối đa tiềm năng của Ugarte cùng với Manu, cặp đôi này có thể là cốt lõi cho tuyến giữa của MU, giúp đội bóng tăng cường kiểm soát và định lối chơi. Hàng công của MU hiện là một mối lo lớn khi chỉ ghi được 8 bàn sau 9 trận tại Premier League, con số không thể chấp nhận với một đội bóng đặt mục tiêu Champions League. Rasmus Højlund, người được kỳ vọng là trung phong số 9, vẫn chưa đạt được sự ổn định. Còn Alejandro Garnacho là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với chỉ 2 bàn thắng. Sự ra sút phong độ của Marcus Rashford và bản hợp đồng mới Joshua Zirkzee cũng làm trầm trọng thêm tình hình. Rashford là cái tên nổi bật cần được vực dậy. Phong độ chuột sụt của anh từ đầu mùa khiến cho cơ hội vào đội tuyển quốc gia trở nên xa vời. Rashford ở đỉnh cao sẽ là sức mạnh đáng gờm của MU, và một vị huấn luyện viên tài năng như Amorim có thể giúp anh lấy lại phong độ. Anthony, bản hợp đồng đắt đỏ dưới thời Ten Hag, cũng chưa đạt được sự kỳ vọng với phong độ bất ổn. Và Mason Mount, một ngôi sao sáng khác, vẫn chưa tìm thấy được sự phù hợp và liên tục gặp chấn thương. Khai thác tiềm năng của những ngôi sao này sẽ là nhiệm vụ quan trọng của Amorim trong quá trình tái thiết. Dưới thời Ten Hag, đội bóng thi đấu thiếu dấu ấn chiến thuật rõ ràng. Amorim và giám đốc kỹ thuật mới Jason Wincock phải tạo ra một triết lý chiến thuật xuyên suốt từ đội trẻ đến đội một. Manchester United cần trở thành một tập thể gắn kết và chơi bóng theo hệ thống thay vì chỉ dựa vào khả năng cá nhân như trước đây. Amorim sẽ có những ý tưởng riêng, nhưng việc bắt tay vào giữa mùa sẽ là một thách thức lớn. Với lịch thi đấu dày đặc, ông cần nhanh chóng truyền tải ý đồ chiến thuật để toàn đội bắt nhịp và thi đấu hiệu quả. Chấn thương là vấn đề dai dẳng của Manchester United, với số ca chấn thương nhiều nhất Premier League mùa trước lên đến 66 ca. Các cầu thủ quan trọng như Luke Shaw, Tyrell Malacia và Mason Mount phải vắng mặt trong một thời gian dài khiến cho đội hình bị xáo trộn. Dù bộ phận y tế được cải tổ, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Amorim cần tìm ra cách bảo vệ sức khỏe cầu thủ tốt hơn để duy trì lực lượng mạnh nhất, đặc biệt khi phải chia sức ở nhiều đấu trường. Amorim không chỉ đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn mà còn là một sứ mệnh to lớn, mang lại niềm tự hào và vị thế cho Manchester United. Với tài năng, sự kiên trì và một tầm nhìn rõ ràng, ông có cơ hội xây dựng một đội bóng mạnh mẽ và đồng đều. Dù hành trình này sẽ không dễ dàng, người hâm mộ Quỷ Đỏ cần giữ vững niềm tin và sự kiên nhẫn để cùng đội bóng vượt qua giai đoạn này. Thông điệp của Neymar. Rạng sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ Hà Nội, Neymar thi đấu 29 phút trước khi bị thay ra vì chấn thương trong màn đối đầu giữa Al Hilal và Estella tại loạt trận thứ tư giai đoạn 1 AFC Champions League Elite. Trên trang cá nhân, Neymar tuyên bố: "Tôi cảm thấy như bị chuột rút nhưng đang rất khỏe. Tôi sẽ đi khám và hy vọng không có gì nghiêm trọng hơn. Điều này xảy ra sau một năm nghỉ thi đấu là bình thường. Các bác sĩ cảnh báo tôi rồi. Đây là lý do tại sao tôi cần cẩn thận và có nhiều thời gian thi đấu hơn để thích nghi." Neymar giải bày. Phút 87 trận đấu giữa Al Hilal và Estella, Neymar bị đau ở vùng bắp đùi phải. Sau khi phải tham khảo ý kiến đội ngũ y tế, huấn luyện viên trưởng Al Hilal rút cầu thủ người Brazil ra khỏi sân. Dù trước đó vừa tung anh vào ở phút 58. Huấn luyện viên Jesus sau đó cho rằng ông đã đúng khi không đăng ký Neymar vào danh sách thi đấu tại Saudi Pro League từ đầu mùa. Trường hợp của Neymar không hề dễ dàng. Điều này chỉ chứng minh những gì tôi nghĩ khi đưa ra quyết định không đăng ký Neymar tại giải vô địch quốc gia. Vì tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng. Huấn luyện viên trưởng của Al Hilal nhấn mạnh: "Tôi biết cậu ấy sẽ gặp vấn đề như hôm nay. Đầu gối đã lành nhưng sau đó nảy sinh vấn đề về cơ. Tôi dự đoán cậu ấy phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần." Ông Jesus nói thêm: "Đội ngũ y tế của Al Hilal dự đoán Neymar gặp vấn đề ở cơ. Điều này là bình thường sau khi cầu thủ trở lại thi đấu đỉnh cao sau hơn 1 năm." Neymar gục xuống ở trận đấu của tuyển Brazil vào ngày 18 tháng 10 năm 2023. Anh bị đứt sụn trên và dây giằng chéo trước ở đầu gối trái. Sau khi bình phục, Neymar được thi đấu ở AFC Champions League Elite. Theo quy định, anh có thể ra sân trở lại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia từ tháng 1 năm sau nếu Al Hilal thay đổi danh sách đăng ký. Còn Neymar hay không trong đội hình, Al Hilal vẫn thể hiện sức mạnh ở giải quốc nội lẫn châu Á. Đội vừa thắng Estella tới 3-0 ở trận đấu vừa qua để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng miền Tây AFC Champions League Elite với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận. Tại giải vô địch quốc gia, Al Hilal vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm sau 9 vòng, thắng 8, hòa 1. Đội trưởng Sporting: "Chúng tôi không cần Amorim nữa. Giành chức vô địch vẫn là mục tiêu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, giờ chúng tôi không cần Ruben Amorim nữa." Juman nói đùa. Dù vậy, tiền vệ này vẫn bày tỏ nỗi buồn khi phải chia tay huấn luyện viên trưởng, đồng thời hy vọng Ruben Amorim sẽ thành công tại Manchester United. "Amorim là một trong những lý do khiến tôi đến Sporting. Ông ấy có cách nhìn nhận đặc biệt về bóng đá. Tôi chưa từng thấy huấn luyện viên nào tương tự trong sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ Ruben sẽ làm tốt công việc tại Old Trafford. Dù sao, chúng tôi cũng sẽ đón một huấn luyện viên mới.
Tôi tin ban lãnh đạo Sporting sẽ có quyết định đúng đắn với huấn luyện viên mới. Giải đấu vẫn diễn ra và chúng tôi phải giành chiến thắng. Schumann cho biết thêm. Amorim sẽ tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford vào ngày 11 tháng 11. Trước đó, ông ký hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2026-2027. Trước khi đến Old Trafford, chiến lược gia 39 tuổi sẽ có bài kiểm tra là màn so tài với Manchester City tại Champions League. Trong buổi họp báo trước trận, Amorim cũng nói đùa về tương lai. Nếu thắng, mọi người sẽ nghĩ tôi là Sir Alex Ferguson mới. Nếu thua, kỳ vọng dành cho tôi sẽ giảm bớt một chút. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Dưới sự dẫn dắt của Amorim, Sporting toàn thắng cả 10 trận tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và cũng bất bại tại Champions League. Trong 4 năm dẫn dắt tại Sporting CP, Amorim giúp đội bóng giành 2 chiếc vô địch Primeira Liga. Ông cũng là huấn luyện viên có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử câu lạc bộ với 76,92%.